Hi, Đô xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Đô có một thử thách khá là thú vị. Lúc mà Đô đang giăng cửa như này các bạn. Đó, mấy cô nghe dễ thương không? Mấy con cửa biết nghe lời. Thì Đô lại có chợt ra nhận ra một cái ý tưởng là khá là thú vị, đó là Đô sẽ lấy một chặt một quai vậy cái bị xương rồng sang đây nè. Sau đó Đô để xương rồng lên bàn tay nha. Để xem là Đô có chịu được bao lâu, có chịu được hay không nha. Nếu như các bạn Đô mà nâng lên, nó có 3 level nha. Cái nhánh xương rồng Đô đặt lên tay trước để coi là có chịu được không. Và nhánh xương rồng Đô sẽ đặt tiếp như vậy. Nếu như mà Đô mà buông xuống cái rẹt liền á thì Đô sẽ thua nha. Nếu như mà Đô không nâng được á thì các bạn hãy dislike Đô nha. Và nếu như Đô nâng được á thì các bạn hãy cho Đô một like từ YouTube nha. Rồi ok các bạn ơi. Đô đã có chuẩn bị chặt 3 nhánh xương rồng sẵn rồi nha các bạn. Đây các bạn ơi, một nhánh nha. Và nhánh thứ hai nha. Đó các bạn thấy không? Đây, mấy xương rồng là rất là nhọn nha các bạn. Chỉ cần sơ hở cái đâm lúng tay á. Đó các bạn. Và đây đây là nhánh thứ ba. Các bạn thấy không? Đây là những cái gai xương rồng nè. Nó rất là nhọn nha các bạn. Nó không phải là đơn giản đâu. Cho các bạn nhìn những cái gai dưới luôn để cho các bạn khỏi nói mình là bị chơi gian lận nha. Cái này cũng vậy nha. Mình test nè, mình để cho các bạn thử là các bạn coi luôn. Sợ nhiều khi các bạn nói là mình cắt gai này nọ đồ á. Đó, cho các bạn thấy đó, đó gai đó của nó thấy không? Nhọn thấy không? Chỉ cần là sờ hở cái lỗng liền. Cái nhánh này cũng vậy nha. Để cho các bạn xem luôn là kỹ luôn. Là để cho mình cho khỏi là nói mình gian lận nha. Gai rất là nhọn nha các bạn. Đó, cái gai của nó rất là nhọn. Đây nè, chỉ cần sờ hở cái là làm lỗng tay liền. Rồi ok, bây giờ mình đọc đầu cái game của mình nha. Ok, let's go. Rồi ok các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cái game này nha. Và tôi sẽ nâng cái nhánh xương rồng thứ nhất lên tay mình nha. Đó các bạn thấy không? Gai ghê gớm không? Tôi bỏ lấy gai này. Gai này. Đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ nâng và đặt lên tay của mình nha. Nó khá là nhọn các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Đây. Đồ không lấy láo các bạn luôn. Và nhánh thứ hai nó dính nhau ghê quá. Đây là nhánh thứ hai nha các bạn. Hết đâu nó uống lũng tay rồi các bạn ơi. Các bạn thấy hãy like và share mình nha. Mình chơi thấy các bạn ơi. Đô nói các bạn là các bạn không được bắt chước cái hành động này nha các bạn. Bởi vì Đô quen rồi á. Các bạn không nên bắt chước nha. Đó các bạn ơi. Thì các bạn Đô giữ một xíu nha. Các bạn hãy like cho mình đi ạ. Ok. Đây là lần đầu tiên mà Đô chơi cái trò này luôn các bạn ơi. Nó khá là nguy hiểm nha. Các bạn không nên bắt chước mình nha các bạn. Đó các bạn thấy không, để sát gần luôn nè, để các bạn nói khỏi mình nói láo nè. Đó thấy chưa. Ok các bạn thấy không, hấp dẫn không. Bây giờ Đô thả xuống nha các bạn, Đô lấy từng cái xuống nha. Đó các bạn thấy không, rất là nhọn, gai rất là nhọn nha. Đau quá. Thì cái này chắc cái lũng tay là gì nữa. Thì có các bạn coi nè, nó muốn lúng tay mình luôn nè các bạn. Bây giờ ấp xuống nha, coi lúng nha. Đó các bạn thấy không, đâu có lúng đâu, nó dính vô tay à, chứ nó không lúng nha. Nó dính vô tay à, chứ nó đâu có lúng. Tại nó ghim tay mình rồi đó. Mình, cái này mình chơi ngu ghê chứ. Ok, mình đã hoàn thành xong cái thử thách này nha các bạn. Các bạn hãy like và like, share video cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên đăng ký cho mình một lượt đăng ký nha các bạn. Đô cảm ơn, chúc qua đây thì chúc các bạn năm mới có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Tôi xin kết thúc đây nha, video nha. Bye bye.